Hello các bạn, và nếu các bạn đang có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả ấy. Trên shop có một kho vàng không bao giờ hết và một kho nick có hơn 453.000 tài khoản, đủ mọi thể loại cho các bạn lựa chọn nhé. Yên tâm, rất là uy tín. Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cuộc hành trình độc hành bên server 8 nhé. Thì hôm nay thì mình đã có được 100.000 thẻ carrot để mình làm rồi các bạn ạ. Nói chung là chúng ta sẽ thoát khỏi cái kiếp bần hàn. Đây. Và hôm nay mình sẽ mua bùa để mình úp bên tập 17 nhá. Ơ cái gì đấy? Ơ sao có hình giọt nước đây nhỉ các bạn nhỉ? Cái này là gì? Mình cũng chẳng biết cái đấy là cái gì nữa. Ơ kệ đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mua cả bùa X3, X4 lên và chúng ta sẽ úp khoảng Để biết có đủ không nhỉ? Mình sợ là đéo đủ úp 1 giờ đâu các bạn ạ. À đéo đủ úp 8 giờ ấy. Bởi vì bùa X4, riêng bùa X4 đã là 180 rồi. À, để xem nó thưởng cho mình bùa gì. Trí tuệ. Ôi, bất tử kìa. Thơm vai. Rồi. Thì mình sẽ mua cái bùa... Từ từ. À, nó lại không có X3, X4 nữa rồi. Trời ạ. Thôi thế là chắc là mình sẽ mua bùa 8 giờ đi. Đấy, X2 8 giờ nha các bạn nhé. Trí tuệ này. Đó, phải cần bùa dẻo dai. Bởi vì sao mình cần bùa dẻo dai? Bởi vì úp bên trong đấy thì đến lúc các bạn qua cái ngưỡng, các bạn qua cái ngưỡng 1 triệu năm sức mạnh ấy, thì các bạn sẽ không thể ra ngoài được nữa. Và đến lúc đấy mới hết thể lực mà vẫn còn bùa thì rất là phí đúng không? Nên là các bạn nên cần có bùa dẻo dai. Rồi cái thủ thuật úp tổ 17 thì nó chưa bị fake đâu. Nó vẫn có thể dùng được ấy. Mà tại sao lại nó lại bỏ cái bùa X3, X4 đấy nhở? Chắc tại sợ kiểu mất cân bằng à? Hay là như nào? Đây mình vẫn còn cái nhận ngọc miễn phí. Úi giời, được 100 ngọc. Nhưng mà thôi mình không cần. Đi vào này. Ngọc này mình sẽ để hồi sinh nhá. Để những lúc mà biết đâu mình chết ý. Chắc là mở khóa lên. Các bạn chắc là mở khóa lên là được. Xong rồi quay mặt sang bên này. Đợi khi tổ 17 nó vừa đáp xuống thì bạn dịch trái hoặc dịch phải là được. Canh. Ôi trượt rồi. Nói chung là đây là một cái chuyện không thể đùa được, nên là chúng ta phải chuẩn bị thật là kỹ, thật là kỹ lưỡng đi. Đó, có đậu để cho nó bớt khó khăn ở giai đoạn đầu hơn ý. Rồi. Các bạn xem được thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhé. Và nếu cần mua nick hay là mua vàng mua ngọc, hãy lên azgame.vn. Nói chung là mình cũng đang làm việc trên đấy mà, nên là các bạn hãy ủng hộ mình để mình có thêm một, gọi là một chút tiền tiêu Tết ý. Gần Tết rồi mà bây giờ mình vẫn nghèo quá. Cắn răng nạp 100.000 vào để đi úp bùa này. Rồi đó, đứng đây. Đợi thì đợi một tí nữa nhá. Hy vọng lần này mình sẽ không fail. Nói chung là các bạn phải hết sức tập trung. Thì mình có một cái mẹo như này này, để cho các bạn có thể dễ dàng đánh con tổ 77 hơn ấy. Đó là các bạn hãy chỉnh cái tốc độ game chậm một tí. Mình sẽ để tốc độ là 10 đi. Đó. Nó rất là kiểu nó rất là lag ấy. Đó, nên là nó chậm hơn một tí. Nên là các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để phản xạ trước cái sự đáp xuống của tổ 77. Chứ các bạn để tốc độ 100 thì lúc tôi phải nó đáp xuống bất ngờ các bạn không thể nào mà dịch chuyển được đâu. Nên là các bạn hãy để tốc độ game thật là chậm đi. Khi mà đấy. Thấy không? Nó làm rất là bất ngờ. Rồi bây giờ thì chỉnh tốc độ lên 100 thôi. Đó, thế là hợp lý. Rồi, thì thực sự thì mình cũng đéo hiểu kiểu gì không mua bùa thì không sao. Không mua bùa thì cái tiềm năng nó là được hơn 300 một phát, mua bùa thì tiềm năng còn 197. Đéo hiểu kiểu gì. Các bạn có thể giải thích cho mình tại sao không? Tháo này ra đi. Đâu, tháo này ra tiềm năng giảm đúng không? Ở đâu, nó vẫn thế. Thôi mình phải giảm sức đánh mình xuống mức thấp nhất có thể đi. Hôm nay còn có ngọc rồng 1 sao nó mới khổ ấy. Biết thế hôm qua đéo đi cướp ngọc rồng nữa cho nó lành. We'll be right back.
Ok, và sau khi úp trong tờ 77 một lúc, mình quyết định là mình sẽ ra bên ngoài mình úp. Đéo tờ 77 nữa, thề chứ. Nó khoai, các bạn biết là mình làm mãi mới được một lần. Mà trong cái khoảng thời gian đấy mình có thể mình úp, đi úp bên ngoài ấy, nó cũng được rất là nhiều. Mà cái tiềm năng thì nó không chênh lệch quá lớn ý. Các bạn biết là trong tờ 77 mình được khoảng 210 này. Ở ngoài này mình được có 164. Cái tiềm năng chênh lệch nó không lớn. Với cả úp bên ngoài mình lại được đồ các thứ đây này. Đó. Có hộp quà Giáng sinh rồi. 13.000 vàng. Mình sẽ cố gắng đổi lấy cái nón Noel đỏ nhá. Uầy, sao vali hút máu luôn này. Được cả nha. Ok, thì quay trở lại cái chủ đề hôm nay, đó là tại sao chúng ta nên chơi Sai-ra khi mà mới qua server 8 ấy. Thì Sai-ra có hai cái đặc thù mà con biết là gì không? Đầu tiên ấy, đó là săn đệ tử này. Thứ hai là đi úp một mình. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về vấn đề săn đệ tử trước nhá. Các bạn biết tại sao từ trước đến giờ chỉ có Sai-ra đi săn chỗ những hành tinh khác không? Rất là hiếm khi thấy Namek hay là Trái Đất đi săn đúng không? Mà kể cả nếu chúng nó có săn ấy thì cũng chỉ là phản sát thương thôi, chứ không thấy có dùng Genki hay laser gì cả đúng không? Thì cái mấu chốt đấy, tức là cái chiêu tự phát nổ của Sai-ra, nó có mức sát thương rất là cao. Ôi từ 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 từ, qua 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 qua. Ê, qua 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 qua. Ok đi. Thì cái mấu chốt đấy, tức là cái chiêu tự phát nổ của Sai-ra nó có mức sát thương rất là cao, nó bằng một nửa máu hành trang của mình. Tức là nếu các bạn có 130.000 máu này, các bạn huyết 67 lên thì các bạn sẽ được khoảng 260.000 máu. Thì các bạn nổ vào Super Broly, các bạn sẽ được thì các bạn nổ vào Super Broly các bạn sẽ được đúng đúng 130.000 máu luôn. Tức là sát thương nó rất là cao ấy. Trong khi đó nếu mà các bạn là Namek ấy, các bạn có khoảng 130.000 ki thì các bạn laser lên Super Broly các bạn chỉ được khoảng 10.000 sát thương thôi. Mình đi săn đệ tử rất là nhiều rồi nên là mình hiểu rất là rõ cái sát thương của mình lên Super Broly ấy. Tức là nếu mà Namek sát thương của Namek ấy, thì tức là bằng ki hành trang của mình chia cho 13. Tức là nếu các bạn có khoảng 13.000 ki thì các bạn laser được khoảng 1.000. Đó rất là ít, còn Trái Đất thì bằng sức đánh hành trang của mình nhân với 2,5. Tức là nếu các bạn có khoảng 2.000 sức đánh thì các bạn chỉ ném Genki được khoảng 5.000 thôi. Nó rất là ít. Nên là đấy là cái lý do mà tại sao các bạn nên chơi Sai-ra, vì nó có lợi thế trong việc săn đệ tử này. Bởi server 8 là một server mới ra ấy, và mình biết là các bạn sẽ không muốn tốn khoảng vài trăm nghìn để đi thuê chúng nó đi săn đệ tử đâu đúng không? Nên là nếu mà bạn chơi Sai-ra các bạn tự đi săn đệ tử cũng được. Còn nếu mà Namek ấy, nói tóm lại thì là cái khả năng săn đệ tử của một thằng Namek 130.000 ki nó chỉ tương đương với một thằng xây ra khoảng 10.000 máu thôi. Đó, nó chênh lệch rất là rõ ràng. Còn thứ hai ấy, là đi úp sức mạnh. Xây ra cái sức mạnh tối đa của xây ra nó sẽ phát huy được khi mà các bạn đi úp một mình ấy. Mà điều này hoàn toàn đúng ở trong một cái xã hội mà gọi là thân ai nấy lo của Ngọc Rồng ấy. Thầm đùa đấy, thực ra là nó có chiêu tái tạo năng lượng này này. Nên là nó sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào trang bị ấy. Các bạn hiểu là cái server mới ấy, cái trang bị nó rất là hiếm, nên là nếu mà các bạn phụ thuộc nhiều vào trang bị thì các bạn rất là khó để gọi là khởi đầu ấy. Còn là xây ra thì không, nó có tái tạo năng lượng mà. Còn Namek hay là Trái Đất thì các bạn cần phải có hút ki hút máu đúng không? Mà server mới thì lấy đâu ra mua một cái đồ cũng phải khoảng gần trăm nghìn tiền đâu. Nên là đấy là cái lý do mà các bạn đầu tiên là các bạn nên cày xây ra đi đó, đi úp cũng được, đi làm cái gì cũng được. Từ từ mình mở nó hôm qua Giáng sinh đã nhá. Sợ mình cũng gần đủ 99 rồi, chắc là tí nữa nếu mà đủ thì mình đổi luôn. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Thì sau khoảng gần 2 tiếng mình đã úp được đây 99 cái. Nói chung là bây giờ mình có thể đổi được cái nón Noel đỏ rồi. À, mình không có tiền mua nón xanh ấy, nên là đành phải đổi nón đỏ. Trông chờ hết vào may mắn đi. Không biết cái nón đỏ mình được tầm bao nhiêu nhỉ? Hồi hộp vai. Gì đây, gì đây, gì đây? Ui, 23% HP kìa. Vai. Nó phải gọi là mắc ngon luôn ý. Được. Đó. Bỏ cái này đi. Quan trọng là cái mình cần ấy, đó là cái hồi máu trên 30 giây này. Đó, bởi vì bên mình chưa có hút máu mà nên là mình rất là cần cái đấy. Chứ nó xanh thì nó có nhưng mà mình không có tiền mình mua ấy. Bán bớt cái này đi. Các bạn xem được thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Bye bye nhá.